Hello, xin chào mừng bạn với kênh Nhú Nguyễn nha. Thì hôm nay em sẽ trở lại với cái hãng xe máy hữu tình, cập nhật coi giá xe hôm nay như thế nào nha. Thì hiện tại hôm nay cũng mình cũng chuẩn bị tới lương luôn rồi nè. Hôm nay em sẽ cập nhật những cái dòng xe máy mới tại cửa hàng xe máy hữu tình nha. Rồi, đầu tiên em chào chị luôn nha. Dạ, em chào chị. Rồi, thì nhà chị giới thiệu cửa hàng của mình á, nằm ở địa chỉ nào á? Dạ, em chào chị, chào quý anh chị, cô chú. Thì hiện tại là cửa hàng xe máy hữu tình là bên em có chi nhánh và địa chỉ là cổng chính Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương. Số điện thoại của em là 0839 021818 hoặc 0816 223789 ạ. Dạ, số điện thoại đó để liên hệ về, nếu mà khách hàng mua xe cái liên hệ về số điện thoại đó nha. Thì để số điện thoại đó mình cũng có Zalo luôn không chị? Dạ đúng rồi chị. Dạ, còn trả góp thì như thế nào chị? Thì hiện tại bên cửa hàng em hỗ trợ cho khách hàng là chỉ cần trả trước là 3 triệu đến 5 triệu hoặc chỉ cần là giấy căn cước công dân gắn chip nè, trên 18 tuổi là có thể hỗ trợ được ạ. Dạ. Và mình nợ xấu mình có trả góp được không? Đối với khách hàng nợ xấu hoặc là nợ chú ý á, thì bên em hỗ trợ cho khách hàng là trả từ 30 đến 40%, còn mà nợ xấu á, thì là trả từ 40 đến 50% là có thể lên hồ sơ ạ. Dạ. Rồi không biết hôm nay chị muốn cập nhật cái dòng xe nào trước đây? Thì hiện tại là bên em muốn cập nhật F150 Winner đợt trước đi chị. Rồi giờ thì mình sẽ vô phía bên trong nha. Dạ. Cửa hàng rất là nhiều dòng xe luôn nha các bạn. Thì xíu phía ngoài đây thì xíu nữa mình sẽ báo giá nha. Giờ mình sẽ quay vô bên trong cái dòng công tay dành cho các bạn luôn. Rất là nhiều xe luôn nha. Có clip, có quay thái rồi đầy đủ luôn. Còn bên đây là những cái dòng xe rim nè. Rim thì này cũng có đầy đủ các màu luôn. Quay ẹp trước đi. Rồi, giờ mình vô bên trong ở đây luôn. Dạ, ở đây đi mình. Rồi. Đây là Center 155 nha. Dạ. Thì nhờ chị báo giá từng phiên bản của Accenter 155 luôn nha. Thì đối với dòng ad của bên em thì là ad 150 đi. Thì bên em là giá là 49 triệu á chị. 49 triệu đó là 155 không chị? Dạ 155 ạ. Ờ 155 chứ không phải 150 nha. Là 49 triệu đó là bản chìa khóa hay bản nào chị? Dạ bản khóa á chị. Dạ bản chìa khóa là 49 triệu. Còn nếu mà khóa smart key của nó là bao nhiêu? Khóa smart key hoặc là những cái mẫu mà kỷ niệm đồ á thì bên em giá từ 49.500 tới 51.500 á chị. Dạ, đó là bằng kỷ niệm nha. Còn những cái màu sơn 3D nếu mà sơn lên thêm nữa là mình tính thêm là bao nhiêu? Dạ thì hiện tại bên em là nhận sơn 3D cho khách hàng là giá tầm 1 triệu đến 1 triệu 999.000 đồng rồi. Dạ, mình có bảo hành về màu sơn không chị? Dạ, bên em là bảo hành là tại cửa hàng là 3 năm á chị. 3 năm về màu sơn. Dạ. Rồi, còn nếu mà các bạn không thích những cái màu này nữa thì cứ chụp màn hình gửi qua số điện thoại Zalo trên màn hình đó để chị mình sơn cái màu theo các bạn thích luôn nha, thì cũng đồng giá luôn. Màu bảo hành là 3 năm về cái màu sơn. Đối với dòng Accenter 155 này nếu mà mua góp mình trả trước là bao nhiêu vậy? Dạ đối với dòng Accenter này thì bên em chỉ cần là trả trước là 3 đến 5 triệu là có thể hỗ trợ cho mình mua trả góp đó chị. Ừ, 3 đến 5 triệu nha. Dạ. Cái chương trình của Accenter 155 này lúc trước em nhớ là có ưu đãi với 2,5 triệu, hôm nay mình còn không? Dạ chương trình của hãng là vẫn còn nha chị. Thì mình đến cửa hàng thì ngoài cái giá này thì bên em còn hỗ trợ cho khách hàng là giảm 2.500.000 đồng. Dạ. Và đối với tất cả các dòng 155 á chị. Rồi, 155 là giảm. Dạ. Là 2,5 triệu. Dạ. Còn nếu mà khách hàng mua xe mình có ưu đãi gì nữa không? Ngoài ra là bên em có đặc biệt hơn là bên em có chương trình mà khuyến mãi mua xe trúng xe á chị. Dạ. Dạ, kèm theo là những phần quà là trên cửa hàng là lên tới trị giá là 150 triệu đồng lận. Thì ngoài chúng mua xe trúng xe thì bên em có trúng xe điện nè, tủ lạnh, tivi, máy giặt hoặc là quạt hơi nước, kèm theo những phần quà như nồi cơm điện hoặc là chảo chống dính này kia nọ, đồ bếp điện từ đó chị. Dạ, bắt đầu hôm nay là chương trình mình ứng dụng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, mua xe nào mình cũng được rút phúc thăm trúng thưởng hết luôn. Dạ. Nha. Đây mình sẽ quay hết những cái dòng Accenter 155 cho các bạn xem. Có màu sơn 3D nữa nè. Màu này mình thấy rất là hiếm luôn nè, màu vàng xám. Rất là đẹp luôn. Thì trả trước là 3 đến 5 triệu. Còn nếu mà muốn lấy cái gốc dòng này mình trả trước là bao nhiêu phần trăm chứ chị xe? Muốn mà trả góp mà lấy cặp quẹt gốc á thì mình trả trước cho cửa hàng giúp em là 40% đến 50% là mình có thể nhận được cặp quẹt gốc á chị. Rồi, 40 đến 50% chứ chị xe nha. Dạ. Đây mình sẽ bên đây là những cái màu sơn 3D nè, màu đỏ candy luôn nè, rất là đẹp luôn, màu xanh luôn nè.
Còn bên đây là cái dòng Imbrus hay gì vậy chị? Iber á chị ạ. Ồ, của hãng Suzuki nha. Dạ. Sẵn đây thì nhờ chị báo giá cái dòng này luôn ha. Cái dòng này thì được các cô chú anh chị lớn tuổi cũng chuộng rất là nhiều luôn. Cái dòng này thì hiện tại bên em á là giá là chỉ tầm là 29 triệu thôi chị. 29 triệu. Dạ. Đặc biệt hơn là đối với khách hàng muốn mua trả góp thì bên em cái dòng này, riêng cái dòng này là bên em trả trước không đồng. Ồ, không cần trả trước. Dạ. Luôn ha. Cái dòng này rất là hiếm luôn. Dạ. 29 triệu, không cần trả trước là lấy được xe rồi. Còn giờ hai chị em mình ra phía bên sau nữa, bên đây cũng là Center 155 luôn. Bên đây cũng có màu green và màu sân 3D nữa các bạn, rất là nhiều luôn nha. Nếu mà khách hàng ở xa đến nó xem kênh mình có ưu đãi gì nữa không chị? Dạ, ngoài ra thì khách hàng ở xa đến á, thì liên hệ trực tiếp với em Min thì khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xăng và hỗ trợ là từ 500 tới 1 triệu đồng á chị. Dạ, 500 đến 1 triệu nha. Dạ. Rồi còn sân ở đây là màu hồng nè, màu hồng rất là mạnh mẽ luôn nha các bạn. Những cái sân 3D từ 1 triệu đến 1 triệu 990 ngàn không chị? Bảo hành. Dạ. Là 3 năm về màu sơn nha. Còn nếu mà lên phụ kiện chẳng hạn như như sơn mâm đâu nè thì các bạn phải thêm phí nha. Bên này thì có lên đồ chơi luôn rồi nè, bao tay tay thắng. Còn có lên cái gác chân ở sau nữa nè. Đó, các bạn cứ lên phụ kiện thì mình có ưu đãi gì nữa không? Ngoài khách hàng mua bên em á, thì lên phụ kiện á, thì liên hệ riêng cho em, trực tiếp cho em á, thì sẽ được tặng phiếu giảm giá voucher là 30-50% giá trị của khi mà mình lắp đặt phụ kiện bên em á chị. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi. Màu rất là đẹp luôn nha. Màu này là bản giới hạn nè. Trả trước vào cũng 3-5 triệu thôi ha. Màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Còn ở phía sau mình cũng còn cái dòng máy Center 155 luôn. Đây. Yeah. Là mình có ba con này là màu green nè, màu đen nhám và màu bản Morita nè. Còn đây là sân 3D nha, rất là đẹp luôn nè. Còn qua kế bên này là cái dòng mẹ Center 150, màu xám cam rất là đẹp luôn. Đối với dòng mẹ Center 150 thì giá nó như thế nào chị? Đối với dòng mẹ Center 150 thì bên em có giá là 43 triệu 500 á chị. Dạ, 435. Dạ. Đối với phiên bản giới hạn á thì bên em là chỉ cần 44 triệu 500 là có thể sở hữu ngay con phiên bản giới hạn rồi. Dạ, trên lệch với bản này là chỉ có 1 triệu đồng thôi. Dạ. Cũng trả trước là 3 đến 5 triệu thôi. Dạ đúng rồi ạ. Bên đây là hai con này là màu green hết nha. Còn qua đây là cái dòng Accenter 155 hồi nãy cũng báo giá rồi. Còn phía bên đây nữa là mình có con sơn 3D nè các bạn, màu cam. Rất là nổi luôn và sơn cũng mâm là màu cam luôn nè. Cái dòng này là mệt kinh không chị? Dạ. Mệt kinh thì giá nó như thế nào? Thì hiện tại là bên em có giá là mệt kinh bên em có giá là 44 triệu 500 đến 45 triệu 500 á chị. Mệt kinh như này rẻ như chị? Chị có lộn không? Rồi con mệt kinh này giá như nó là bao nhiêu? Thì hiện tại đối với con mệt kinh bên em á, là giá 47 triệu á chị. 47 triệu, còn sơn 3D có tính thêm tiền nha. Dạ. Rồi phía dưới mình cũng có màu green đâu nè. Đây là Center 150 nha. Cũng cho trước có 3 đến 5 triệu đối với dòng máy Center hả chị? Dạ đúng rồi chị. Rồi kế bên này là cái dòng Winner XV2. Bên đây là có hai bản màu green và một con này là sơn 3D và có lên mâm luôn rồi nè. Đối với dòng Winner XV2 thắng ai bế thì giá nó như thế nào chị? Thì hiện tại đối với dòng Winner XV2 á, thì bên em giá chỉ có 36 triệu thôi chị. 36 triệu là thắng ai bế luôn. Dạ. Bên đây là còn hai con nè, còn đây là sơn 3D rồi. Nếu mà dòng Winner về mình mua có mình mua gói mình trả trước là bao nhiêu? Thì đối với dòng này thì cũng chỉ cần trả trước là từ 3 đến 5 triệu thôi chị. Ừ, 3 đến 5 triệu. Dạ. Rồi, giờ mình sẽ xuống phía bên sau nữa là cái dòng Winner XV3 này là mẫu mới nè. Thì đầu tiên nhờ chị báo giá cái dòng Winner XV3 bản thắng thường của nó đi. Thì đối với bản thắng thường á, bên em là Win V3 là giá là 35 triệu á chị. 35, còn dạ. Nếu mà thắng A bế chị? Nếu mà đối với A, bản A thì là giá là 37 triệu ạ. 35 và 37 trên là 2 triệu đồng thôi. Dạ. Trả trước cái dòng này là cũng 3 đến 5 triệu thôi. Dạ đúng rồi chị. Còn bên đây là sơn cái màu trắng này là trắng giống như kiểu trắng ánh tím nè, rất là đẹp luôn. Còn các bạn muốn sơn cái màu nào thì phải thêm phí nha. Bảo hành về màu sơn là 3 năm các bạn cứ yên tâm. Và đây là những cái màu green của dòng Winner XV3, 35 và 37 trên là chỉ 2 triệu đồng thôi. Trả trước là 3 đến 5 triệu. Và đây là có hai con này là bản thắng thường nè, 35 triệu đồng ha, màu green luôn. Còn giờ mình bắt đầu qua bên đây luôn ha.
cũng là nguyên V3, bên đây là màu sơn 3D. Đó, các bạn cứ muốn màu nào thì cứ chụp màn hình để chị mình lên màu theo các bạn nha. Phía bên trên nó có con Winnie sơn, cái màu này là Epson này rất là đẹp luôn. Thêm phí là từ 1 triệu đến 1.990.000 nha, bảo hành là 3 năm, các bạn cứ yên tâm về màu sơn. Còn nếu mà cửa hàng của mình, các bạn có xe cũ đem tới cửa hàng của mình, thì cửa hàng của mình có đã thu xe cũ đổi xe mới không chị? Dạ, bên em có thu xe cũ đổi xe mới luôn chị. Dạ. Các bạn cứ đem xe tới thì cửa hàng mình coi giá trị xe như thế nào thì cứ thu vô ha, đổi với là xe mới cho các bạn. Dạ. Giờ mình sẽ lên đây cập nhật cái dòng Sirius luôn ha. Dạ. Dòng xe quốc gia. Máy thì móc thì rất là ngon và chạy rất là bền luôn. Đầu tiên thì nhà chị báo giá bánh căm thắng đùm của nó đi. Dạ thì hiện tại với xi mà xi xăng cơ thì bên em là giá là 18.800 á chị. Dạ, đây là căm đùm, còn nếu dạ. mà căm đĩa thì đối với căm đĩa thì là giá là 20.600. 26. Đối với xi cơ. Còn nếu mà bánh mâm thắng đĩa của nó chẳng hạn giống như con bên đây nè, là bao nhiêu? Giá hiện tại là 21.800 á chị. 218. Đối với dòng Sirius này trả trước vào dòng này là nhiêu chị? Thì đối với dòng này thì mình chỉ cần trả trước có 2 triệu thôi chị. 2 triệu thôi. Dạ. Còn sơn bên đây mình thấy rất là đẹp luôn nha. Có lên xuống cho các bạn các cặp mâm bên nè. Các bạn giới trẻ chuộng rất là nhiều luôn. Còn bên đây là có dòng Jupiter Fin nè chị, mẫu mới. Đối với dòng Jupiter Fin đó là giá hiện tại bên em là 28 triệu. 28 triệu. Dạ. Trả trước này là nhiêu chị? Dạ. Trả trước cái dòng này là bao nhiêu? Thì đối với dòng Jupiter này thì bên em chỉ cần trả trước là 3 triệu thôi chị. 3 triệu. Dạ. Rồi Jupiter Fin nha. Còn qua đây là cái dòng Jupiter, này là mẫu cũ nè. Màu bạc nhám rất là đẹp luôn. Màu cũ này thì nó có đồng giá không? Dạ đồng giá luôn á chị. Đồng giá luôn. Dạ. Nó trả trước có 3 triệu mình sẽ lấy được cái dòng Jupiter này nha. Máy móc thì cái dòng này chạy rất là ngon luôn và tiết kiệm xăng nữa. FI rồi mà. Dạ. Còn đây là những cái màu mới của dòng Accenter 155 mình sẽ lướt qua, hồi nãy chị cũng báo giá rồi nha. Màu cam này là màu cam nhám, màu này màu mới luôn. Trả trước có 3 đến 5 triệu thôi mình sẽ lấy sở hữu được cái dòng Accenter 155 mà nha. Còn phía lên đây là cái dòng Wanfa 110 phân khối. Cái dòng này thì giá như thế nào chị? Dạ thì đối với dòng mà quay này là bên em giá là 20.500 á chị. 20 năm. Dạ. Còn cái dòng quay RTX chị? Quay RTX thì bên em giá là 22 triệu á chị. 22. Nó từ dạ. 22 đến bao nhiêu chị? Tùy theo như là mâm hoặc là đĩa hoặc là như thế nào thì từ 22 đến 23, 24 triệu á chị. Còn qua đây là cái dòng quay Black chị, 110 phân khối luôn. Quay Black. Quay Black thì giá nó như thế nào? Thì hiện tại bên em là giá quay Black đĩa là 21.200 á chị. Còn đối với mâm là 22 triệu ạ. Dạ. Cái dòng, những cái dòng xe số này mình trả trước là nhiêu chị? Dòng này thì chỉ cần trả trước 2 triệu thôi chị. 2 triệu thôi. Dạ. Còn phía bên trong này mình có con quay RTX nhưng mà có lên cặp bánh mâm này rất là đẹp luôn. Nếu mà lên cặp bánh mâm nữa mình thêm chi phí nữa là bao nhiêu? Thì cũng tùy theo mâm, như là mâm kiểu mâm màu sắc thì từ một thấp nhất là 900 đến 1 triệu rưỡi á chị. Rồi, tùy theo mâm mà khách hàng lựa chọn. Rồi trả trước cái dòng này là 2 triệu đồng thôi ha. Dạ. Còn đây là những cái dòng xe rim nè. Rim này còn hôm nay thì cũng rất là còn hot luôn. Hiện nay cũng có đầy đủ màu sắc cho các bạn luôn. Đối với dòng rim thì giá như thế nào chị? Đối với dòng rim này á, là bên em có giá là 14.500 á chị. 14 năm. Dạ. Trả trước dòng này là bao nhiêu? Chỉ cần trả trước là 2 triệu là có thể sở hữu cho con rim. Rồi, 2 bên triệu em đồng. Có nhiều màu sắc lắm. Màu nào thì cũng đồng giá là 14 năm hết luôn. Dạ đúng rồi chị. Trả trước là 2 triệu thôi. Dạ. Còn đây là dòng Wanfa nãy cũng báo giá rồi ha. Bên đây là những màu bóng. Wanfa nè, rất là đẹp luôn. Còn đây là cái dòng Future. Màu đó, đỏ. Thì đối với dòng Future bên em là chị có giá chỉ từ là 35 triệu 500 thôi chị. 35 năm. Dạ. Đó là căm đĩa, còn nếu mà dạ. mâm đĩa của nó là bao nhiêu? Đối với cái dòng mà mâm á thì là từ 36,5 đến 37 tùy theo màu sắc và phiên bản nữa chị. Dạ. Đối với dòng Future mình trả trước là nhiêu chị? Đối với dòng Future này thì bên em chỉ cần trả trước là 5 triệu thôi ạ. 5 triệu. Dạ. Sẽ sở hữu được cái dòng Future nha. Còn bên đây là cái dòng Wanfa nè, thì có lên mâm đâu nữa. Lên mâm này thì anh chị cũng báo giá là từ 900 đến 1 triệu rưỡi nha. Mâm của quay thì chỉ cần 1 triệu thôi chị. Ồ, 1 triệu thôi. Còn mấy cái mâm kiểu ở trong thì là 900 tới 1 triệu rưỡi. Rồi.
đặt trước là 2 triệu thôi, mình sẽ sở hữu được cái dòng quen pha rồi nha. Quen pha hôm nay giờ cũng rất là nhiều luôn, đầy đủ màu sắc. Còn bên đây là future màu trắng, màu này chắc mắc nhất luôn không chị? Dạ đúng rồi chị, thì hiện tại bên em là giá từ 39 đến 40 triệu một con xe này á chị. 39 đến 40, tại vì màu trắng này, màu này rất là hot luôn nha, và đặc biệt rất là hiếm luôn. Dạ. Nên mới có giá này. Còn phía bên đây là mình có con quay thái không chị? Dạ. Thì hiện tại là quay thái bên em á là giá 86 triệu á chị. 86 triệu. Dạ. Trả trước dòng quay thái là bao nhiêu? Thì đối với dòng quay thái này á là bên em chỉ cần khách hàng trả trước cho em là 20 triệu là được ạ. Ừ, 20 triệu. Dạ. Còn bên trong nữa là những cái dòng future hôm nay là cắm đĩa hay là cho báo giá là 35 năm ha. Dạ. Còn bên trong đó mình cũng có con mà lên cái da yên đồ. Nếu mà các bạn muốn mà sở hữu cái dòng future nhưng mà kiểu lên giống như quay thái á, thì cửa hàng của mình cũng có hỗ trợ luôn. Chẳng hạn dạ, giống như lên yên nè, lên dàn mũ, nhìn kiểu giống như quay thái, cửa hàng mình cũng có hỗ trợ luôn. Nhưng dạ, mà phí mình phải chịu nha. Dạ đúng rồi. Rồi còn đây là những cái dòng rim đầy đủ rất là nhiều luôn, 14 năm hết luôn không chị? Dạ đúng rồi, toàn bộ là 14 năm á chị. Màu nào cũng đồng giá hết luôn. Dạ. Bên em có nhận sơn theo yêu cầu cho khách hàng nữa rồi lên kiển của dòng này luôn á chị. Rồi. Rất là nhiều cái dòng rim này luôn, màu trắng luôn nữa nè. Không thiếu màu nào hết. Còn bên trong nữa mình có lên cái dòng mô tô luôn ha. GBX Demon. Dạ thì hiện tại là GBX Demon của em là nhập từ Thái, giá là 57 triệu á chị. Chỉ 57. Cần, dạ. Chỉ cần trả trước từ 7 đến 10 triệu thôi chị. 7 đến 10. Còn phía bên trong nữa mình cũng là con GBX luôn, nhưng mà này là 220 phân khối. Bên trong thì có hai màu nha, màu đen với màu xanh. Thì giá nó như thế nào chị? GBX Razor gì nè. Có giá là 50 triệu 500 á chị. 50 triệu 500. Trả dạ, trước cũng là từ bao nhiêu? Đối với dòng này thì trả trước chỉ từ là 5 đến 7 triệu thôi chị. 5 đến 7 triệu ha. Sở hữu được cái dòng mô tô. Qua bên đây nữa mình có con R15V4. Này là mẫu mới luôn nha, nhưng mà này là thắng CBS. R15V4. Dạ thì hiện tại là con R15V4 này giá bên em là chỉ là 73 triệu. 73 triệu đồng. Dạ. Trả trước thì từ 15 đến 20 triệu á chị. 15 đến 20 triệu. Còn bên đây là cái dòng MT15. Bên này là cửa hàng mình cũng có sơn 3D luôn rồi nè, màu dạ, cam. Và sơn cấm mâm cũng là màu cam luôn. Đối với cái dòng MT này thì bên em giá chỉ từ là 66 triệu thôi chị. 66 triệu. Dạ. Sơn 3D cái dòng mô tô này em thấy nó dàn áo nó nhiều hơn nè. Mình cũng tính chi phí là từ 1 triệu đến 1 triệu 990 ngàn. Dạ đúng rồi chị. Còn cái bên nữa cái dòng R15V3, đây là cũng là sơn 3D luôn. Thì đối với dòng mà R15V3 này á, giá bên em là chỉ từ là 67 triệu. Trả trước thì chỉ cũng 15 đến 20 triệu thôi chị. Rồi 15 đến 20 triệu đồng. Dòng R15V3 nha. Còn bên đây là cái dòng CBR của nhà Honda. Này là có thắng ABS trước sau luôn nha các bạn. Này cũng là mẫu mới luôn. CBR giá nó là bao nhiêu chị? Dạ thì hiện tại là CBG bên em là giá là 69 triệu 500 á chị. 69 năm. Dạ. Trả trước chỉ từ là 20 triệu đến 25 triệu thôi ạ. Dạ 20 đến 25 nha. Còn qua đây là cái dòng SXR, này là bản kỷ niệm 60 năm nè. Màu này rất là hiếm luôn nha. Rất là đẹp luôn. SXR thì giá nó như là bao nhiêu chị? Dạ đối với phiên bản mà kỷ niệm 60 năm á, là bên em có giá là 76 triệu á chị. 76. Dạ, còn cái phiên bản mà xanh nhám á, thì nó rẻ hơn. Nó là bao nhiêu? Dạ, hiện tại là phiên bản xanh nhám là có giá là 73 đến 74 triệu á chị. Dạ, còn cái màu này bản giới hạn nên rất là mắc luôn. Dạ. Cái dòng này trả trước là nhiêu chị? Dạ, cái dòng này thì chỉ cần trả trước từ 15 đến 20 triệu thôi chị. Dạ, 15 đến 20 nha. Còn bên Lewis này chị báo giá là 29 triệu, cái dòng này không cần trả trước luôn. Còn qua đây là cái dòng GBX Rock và cái dòng Boxset nè. Dạ. Boxset thì giá nó là bao nhiêu chị? Thì hiện tại là Boxset bên em là có giá là 35 triệu 500. 35 năm. Dạ. Đây là có 4 màu ha. Chỉ cần là trả trước được 3 đến 5 triệu thôi chị. Dạ. Còn bên kia là cái dòng Rock thì giá nó là bao nhiêu? Dòng Rock thì cũng như là bên Boxset là cũng chỉ là giá 35 triệu 500, trả trước là 3 đến 5 triệu á chị. Đồng giá luôn ha. Dạ. 35 năm hết luôn. Cho mình dễ lựa chọn. Còn ở đây cái dòng Rigo của hãng Yamaha nè. Rigo. Rigo thì nó là bao nhiêu chị?
Khoan chị đợi em xíu ạ. Dạ. Dạ thì hiện tại là cái dòng Biro bên em á là có giá là 30 triệu đến 33 triệu á chị. 30 đến 33. Dạ. Rồi, còn cái đây là cái dòng Grande của nhà Yamaha luôn, mà được cái cốp thì cũng rất là to luôn nha. Cái dòng Grande giá là bao nhiêu chị? Dạ Grande bên em này có giá là từ 44 triệu á chị. 44 triệu đồng. Dạ. Đó là bản chìa khóa hay sao chị? À, dạ đúng rồi chị. Còn đối với cái dòng mà cao cấp hoặc là giới hạn á, thì là 48 đến 49 triệu. Dạ. Chỉ cần trả trước 5 triệu thôi chị. 5 triệu. Dạ. Còn đây cái dòng Latte, bản này cũng là bản giới hạn luôn. Cũng là của hãng Yamaha. Dòng luôn. Latte bên em là có giá là 36 triệu 500 đó chị. 365. Dạ. Rồi. Chỉ cần trả trước là 3 đến 5 triệu thôi ạ. À. Rồi, còn bên đây là cái dòng Janus. Janus thì giá nó từ là bao nhiêu chị? Thì này cũng có bản chìa khóa nè, bản khóa xe mắc cây luôn, đầy đủ nha. Dạ, thì hiện tại là Janus bên em giá chỉ từ là 28 triệu 500 thôi chị. 28 năm đến bao nhiêu chị? Dạ 28 năm tới 32 năm á chị. Dạ, tùy theo phiên bản nha. Dạ. Và được cái nữa là hôm nay mình mua mình sẽ có phiếu mua xe trúng xe. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều phần quà luôn dạ. Nha. Hôm nay là mình áp dụng rồi. Dạ. Giờ mình qua bên đây là cái dòng Raider Sachi dành cho các bạn giới trẻ luôn. Nhờ chị báo giá cái dòng Raider trước luôn đi. Đây là cửa hàng có lên mâm rồi cho các bạn luôn rồi nè nha. Bên đây là mình thấy có những màu green hết. Phía bên trên này là cái dòng Sun Raider đâu nè, cũng rất là nhiều luôn nha. Thì hiện tại là Raider bên em là có giá là 49 triệu 500 á chị. 49 năm đó là dòng Raider, còn nếu mà Sachi chị? Sachi bên em có giá là 54 triệu á chị. 54, còn nếu mà Sachi tư nhân? Thì nói chung là từ 54 đến 55 triệu, chỉ trên là từ 1 triệu đến 1 triệu gửi tùy theo thị trường giá thị trường á chị. Rồi, còn đối với dòng này mình trả trước là nhiêu chị, mình lại sẽ sở hữu rồi? Đối với cái dòng này thì cũng chỉ cần trả trước là từ 3 đến 5 triệu thôi ạ. Ừ, 3 đến 5 triệu. Dạ. Đó dòng Raider Sachi nha. Đối với những dòng xe nhập khẩu như thế này mua tại cửa hàng của mình có chính sách bảo hành và máy móc không chị? Dạ, đối với tất cả các dòng xe bên cửa hàng đều bảo hành 3 năm á chị. Dạ, 3 năm về máy móc luôn ha. Dạ. Rồi, còn đây là những cái dòng Janus hồi nãy chị báo giá rồi, từ 28 năm đến 32 năm ha. Dạ. Còn bên đây là cái dòng Mio Gear, xe nhập khẩu của Indo luôn. Đây là có 3 màu. Thì hiện tại là Mio Gear bên em có giá là 33 triệu á chị. 33. Còn dạ, bên... trước chỉ cần là 5 triệu là mình có thể sở hữu ngay con Mio Gear về tay á chị. Rồi, 5 triệu đồng. Còn bên đây là cái dòng Mio M3 này chị, bên đây là có màu green và màu sơn luôn. Thì đối với Mio M3 thì bên em giá chỉ từ là 25 triệu đến 25 triệu 500. 25 triệu đến 25 năm. Cái dòng này dạ. Trả trước là nhiêu? Dòng... Dạ, cái dòng này trả trước cũng chỉ là 5 triệu thôi ạ. À. Ồ, 5 triệu đó, dòng Mio M3 nha. Máy móc thì rất là mạnh luôn. Còn qua lên phía trên đây là cái dòng Ly luôn đi. Dạ. Cái dòng này được các chị em phụ nữ bên chủ rất là nhiều luôn. Đây thì đầu tiên nhà chị báo giá bản tiêu chuẩn của nó đi. Dạ thì đối với bản tiêu chuẩn đó thì bên em có hai đời, thì đời 19 với đời là 2022-2023. Dạ. Thì bây giờ em báo bên em còn hai con 2019 là giá là 39 triệu á chị. 39 triệu, đây là hai con màu đỏ luôn nè. Còn đối với bản tiêu chuẩn của 2022-2023 là giá 40 triệu 500. 40 năm. Dạ. Còn bản cao cấp của nó chẳng hạn với con màu bóng màu xanh này nè, là bao nhiêu? Đối với cái dòng cao cấp màu xanh này á, là bên em còn màu đỏ nữa. Dạ. Thì giá chỉ là 42 triệu thôi ạ. 42. Dạ. Còn nếu mà bản đặc biệt cho hai con này luôn chị, hai màu này luôn nè. Ừ, hai em này á, thì giá là 44 triệu 500 á chị. Toàn bộ là chỉ cần trả trước là 3 đến 5 triệu ạ. 3 đến 5 triệu đối với dòng Ly nha. Dạ. Cái dòng này cốp rất là to luôn nha. Rồi giờ mình qua phía bên kia là cái dòng Lander này chị cũng báo giá rồi. Dạ. Giờ mình phải lên phía bên kia nữa, cái dòng Novis 155 phân khối của nhà Yamaha luôn. Màu cũng rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn. Novis 155 thì giá nó là bao nhiêu chị? Mâm rồi rất là đẹp luôn nè. Sơn này màu xanh luôn. Thì hiện tại là Novis bên em có giá là 53 triệu 500 á chị. 53 cần, năm. Dạ, chỉ cần trả trước từ 5 đến 7 triệu là được. Dạ. Còn đây là cái dòng BCX. Này là có thắng AB luôn nha. Đây có màu đỏ nhám và màu đen bóng. Dạ. BCX thì giá nó là bao nhiêu chị? Dạ đối với dòng BCX bên em hôm nay có giá là 68 triệu á chị. 68, trả trước cái dòng này là bao nhiêu? Trả trước là 10 đến 15 triệu ạ. Dạ, 10 đến 15 nha. Còn nếu muốn lấy về gốc thì mình trả là 40 đến 50% với tiền xe nha. Dạ đúng rồi ạ.
Còn đây là cái dòng Vio 160. Dạ. Đây là có màu green và màu sơn 3D luôn đó các bạn. Đối với dòng Vario 160 bản CBS của nó là bao nhiêu chị? Thì đối với dòng mà bản C của Vario á, 160 bên em có giá là 49 triệu á chị. Dạ, 49. Còn nếu mà thắng A của nó? Thắng A thì là giá 51 triệu 500 ạ. Đối với dòng Vario này thì tức là dòng này là bao nhiêu chị? Thì đối với dòng Vario 160 này bên em chỉ cần trả trước là 5 đến 7 triệu là được á chị. Dạ, 5 đến 7 triệu. Còn sơn 3D phải tính thêm tiền nha. Chẳng hạn như màu này là màu trắng ánh tím này rất là đẹp luôn. Màu hồng đâu. Thì các bạn cứ gửi cái màu mà các bạn thích thì cứ qua cửa hàng đi, thì cửa hàng sẽ sơn cho các bạn nha. Dạ. Sơn trong vòng là có liền không chị, hay trong vòng mấy ngày? Sơn thì tùy theo anh chị sơn nữa. Thì bên em là nhanh nhất là từ 3 đến 5 ngày á chị. Dạ, là có thể nhận xe. Dạ. Rồi, trả trước vào vòng này là 5 đến 7 triệu đồng ha. Còn đây là cái dòng mình sẽ vô bên trong là cái dòng Clit 125, của này là của Thái luôn. Dạ. Thì Clit Thái bên em này còn con duy nhất là giá là 73 triệu 800 á chị. 738. Trả trước dòng Clit này là bao nhiêu? Thì đối với dòng này là bên em chỉ cần khách hàng trả trước cho em là 10 triệu thôi ạ. Dạ, 10 triệu. Còn đây là cái dòng Vario mẫu của 2022 còn đây luôn. Đây là có đây là sơn 3D hết luôn rồi ha. Mình hình như mình có con 150 hả chị? Dạ. Bên em còn hai con 150 á chị. 150 thì giá nó là bao nhiêu? Thì hiện tại là bên em giá là 70 triệu á chị. 70 triệu, 150 dạ. Nha. Trả trước cái dòng này là bao nhiêu chị? Đối với dòng Vario 150 thì bên em chỉ cần khách hàng trả trước là 15 triệu thôi ạ. 15 triệu. Dạ. Còn nếu mà 125 chị? 125 á thì bên em có giá là 43 triệu 500 ạ. 435. Dạ. Sơn nhận ở đây. Nhận sơn theo yêu cầu luôn ạ. Này là màu sơn, cái màu này là xanh xi măng mà lên cái cặp mâm này rất là đẹp luôn nha. Cái dòng này trả trước là nhiêu chị? Thì đối với dòng này thì trả trước chỉ cần là 5 triệu là được rồi chị. 5 triệu thôi. Dạ. Còn đây là mẫu của 2023 nè, cái dòng Vario cũng là 125 luôn. Dạ. Thì đối với cái dòng 2023 thì cũng đồng giá luôn chị, là 43 triệu 500. 435. Dạ, lên sơn thì đối với riêng về dòng Vario này thì lên sơn là từ 1 triệu đến 2 triệu ạ. À. Dạ. Có tùy theo như là 6D, 9D thì là 2 triệu 2, 2 triệu rưỡi nữa ạ. À. Rồi, bảo hành là 3 năm về màu sơn ha. Dạ, đúng ạ. Còn đây là những cái màu của cái dòng Vario 125 màu của 2022 thì là chị cũng báo giá rồi nha. Đây là những màu green luôn, màu đen nhám. Đặc biệt là cái màu này rất là hiếm luôn. Màu này là màu xanh nhám và kết hợp cái mâm của nó là mâm vàng đồng nè. 43 năm không chị? Dạ đúng rồi chị. Đã trước là 5 đến 7 triệu đồng đối với dòng Vario dạ. Nha. Rồi trên đây cũng còn rất là nhiều cái dòng Vario. Mình sẽ cập nhật cho các bạn xem những cái màu sơn 3D tại cửa hàng xe máy Hữu Tình nè. Màu sơn thì không thể thiếu được. Đó. Đây là mẫu mới luôn. Và có lên cái mũ nhựa là màu xanh nè. Rất là đẹp luôn. Rồi. Còn có cái tiếp nữa, cái dòng SH thì xíu nữa mình lên phía trên mình cập nhật ha. Còn đây là cái dòng AB125 bản tiêu chuẩn ấy. Dạ thì hiện tại là bên em có giá là 42 triệu á chị. 42 triệu. Dạ. Trả trước cái dòng này là bao nhiêu chị? Thì trả trước đối với cái dòng mà 125 AB này là giá là trả trước 5 triệu thôi chị. 5 triệu. Còn đây là cái dòng 150 thì còn dạ. 3 màu luôn. Thì đối với dòng 150 là bên em có giá là 56 triệu 500. 565. Dạ, trả trước là 5 đến 7 triệu. Dạ. Rồi còn màu sơn phải tính thêm tiền nha. Dạ. Rồi còn đây là cái dòng SH luôn. SH thì giờ mình sẽ cập nhật cái dòng bên đây trước luôn ha. Thì dạ. Đầu tiên giờ chị báo giá cái dòng SH 125 bản thắng CBS đi. Thì đối với dòng SH 125 á thì bên em có giá là chỉ từ là 81 triệu thôi chị. 81. Dạ, trả trước thì từ 20 đến 25 triệu ạ. À. Dạ. Còn bên đây là cái dòng 160 không chị? 160, mà này là thắng AB luôn. Dạ. Thì đối với dòng 160 á, bên em có giá chỉ từ 113 triệu 500, trả trước là 25 triệu đến 30 triệu ạ. À. Dạ. Còn 150 hiện tại cửa hàng mình còn hàng không ha? Hết hàng rồi. Hiện tại là còn hàng ở bên kho chị, sáng nay khách mới lấy. Dạ. Thì giá 150 á, bên em có giá là 96 triệu. 96 đến dạ. Bao nhiêu chị? 96 triệu. Đối với cái mẫu cũ, còn cái mẫu mới thì giá từ 119 triệu ạ. À. 119 triệu.
Thì... mắc 150 lại mắc hơn 160 luôn. Dạ. Đó. Thì đối với cái dòng này thì bên em trả trước chỉ từ 25 đến 30 triệu thôi ạ. À. Dạ, 25 đến 30. Còn đây là có 160, nhưng mà cái này là màu viên luôn nha, màu dạ. Xám xi măng rất là đẹp luôn. Cái màu này có chênh lệch gì không chị? Cái màu này thì chênh lệch về giá, giá thì hiện tại là 122 triệu á chị. 122. Dạ. Tại màu nó đẹp quá mà. Dạ, cái màu này màu thể thao. Giờ màu này đang bị hút hàng lắm á chị. Dạ đúng rồi, đẹp quá mà. Còn qua đây là cái dòng áo thắt nữ nè. Áo thắt nữ thì nhà chị báo giá bằng thắng CBS của nó đi. Thì đối với dòng mà áo thắt nữ bản C ấy, thì bên em có giá là chỉ từ 58 triệu thôi ạ. À. 58, đó dạ. Là thắng CBS. Còn nếu mà ABS thì giá nó từ là bao nhiêu? Đối với bản A thì là giá từ là 65 đến 68 triệu ạ. À. 65 đến 68 dạ. Nha. Dạ. Cái dòng áo thắt mô này trả trước là nhiêu chị? Dạ, đối với cái dòng mà ếch hắc mo này á là trả trước từ 7 đến 10 triệu là có mọi người có thể sở hữu ngay con ếch hắc về tay rồi đó chị. Dạ, 7 đến 10 triệu đồng. Còn lên đây nữa là cái dòng Vision. Cái dòng này thì các chị em phụ nữ mình chuộng rất là nhiều luôn nè. Dạ, cái dòng quốc dân đó chị. Đúng rồi. Thì đối với dòng Vision này á, phiên bản bên em á cũng tùy theo phiên bản. Thì phiên bản thấp nhất khóa thường á là giá chỉ từ 32 triệu thôi ạ. À. 32 đó là dạ. Bản chìa khóa, còn nếu dạ. Mà cao cấp của nó là bao nhiêu? À, đối với bản cao cấp thì bên em chỉ từ 34 triệu đến 35 triệu 500 á chị. Rồi, còn nếu mà bản đặc biệt của nó chị màu xanh nhám á? À, đối với bản đặc biệt là chỉ từ là 39 triệu đến 40 triệu ạ. À. Rồi, 39 đến 40, còn nếu mà bản cá tính thể thao của nó là bao nhiêu? À, bản màu đen này á, thì hiện tại là bên em giá từ 39 triệu 500 tới 40 triệu luôn ạ. À. Rồi, 39 năm dạ. Đến 40. Cái dòng này mình trả trước là cái dòng Vision này là bao nhiêu chị? À, đối với cái dòng Vision này bên em trả trước chỉ từ 3 đến 5 triệu thôi chị. Rồi 3 đến 5 triệu nha. Dạ. Còn sơn màu đời còn phải tính thêm tiền nha các bạn. Rất là nhiều màu luôn. Rồi giờ mình sẽ ra ngoài đây nè. Cái dòng Vision thì rất là nhiều luôn các bạn. Cái này là bản thể thao của dạ. 2023 nè. Đặc biệt cái màu này rất là đẹp luôn. Màu này thì giá nó là nhiêu chị? Thì đối với dòng này là 40 triệu quá chị. 40 triệu. Cái màu này. Đúng rồi, tại vì màu này rất là hiếm luôn nha. Dạ. Còn AB thì nãy chị không báo giá rồi, 42 triệu đó là bản tiêu chuẩn. Còn nếu mà bản đặc biệt màu đen nhám này là bao nhiêu? Thì đối với AB mà phiên bản đặc biệt của màu đen nhám là giá chỉ từ là 44 đến 45 triệu ạ. À. Rồi 44 đến 45. Còn qua đây là cái những cái dòng video mình sẽ quay hết màu cho các bạn xem nha. Đây là điều thắng AB luôn ha. AB thì nãy chị báo giá là 50 mấy? 51 triệu ạ. À. 51 triệu, này là 160 nha, màu green luôn. Còn đây là những cái dòng thắt mò, rất là đẹp luôn nha. Màu bạc nhám. Và màu này là màu cá tính nè. Màu đỏ đen nè, rất là đẹp luôn. Rồi, nếu mà các bạn có thắc mắc gì nữa thì cứ alo về số điện thoại cho màn hình nha. Rồi, giờ hai chị mình sẽ vô phía bên trong. Mình sẽ nói lại địa chỉ cửa hàng của mình và các thắc trả góp lần nữa trước khi hai chị mình kết thúc video ha. Rồi thì trước khi kết thúc video thì nhà chị nhắc lại địa chỉ cửa hàng của mình lần nữa ha. Dạ là đây khi mà trước khi mọi người đến với cửa hàng em Min thì đi là ngay thẳng đường quốc lộ 13, địa chỉ là cổng 9 Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương. Thì trước khi mọi người đi thì liên hệ cho em Min là số điện thoại 0816223789 để em Min hỗ trợ cho mọi người về phản quay hoặc góp. Đặc biệt hơn là bên em là có mua xe trúng xe kèm theo những cái phần quà đặc biệt khác trị giá lên tới 150 triệu đồng ạ. Dạ, bắt đầu hôm nay là mình áp dụng rồi ha. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, còn nếu mà khách hàng ở xa đến xem kênh thì mình cố lại từ 500 đến 1 triệu đồng tùy theo những cái dòng xe ha. Dạ. Rồi thì trước khi kết thúc video thì chị còn nhắc nhở gì các bạn nữa không? Dạ, thì đối với đến với cửa hàng thì ngoài ra là khách hàng muốn mà vay thì bên em chỉ cần căn cứ trước khi đi là đem theo căn cứ gắn chip hoặc là số điện thoại của người thân hoặc là đem theo điện thoại để bên ngân hàng hỗ trợ cho mình. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của em, luôn ủng hộ kênh và theo dõi kênh. Thì trước khi đến thì mọi người có thể nhắn qua trang hoặc là điện thoại cho em để được giảm giá từ 500 đến 1 triệu ạ. Dạ. Rồi giờ tới đây nếu mà các bạn thắc mắc gì nữa cứ liên hệ về số điện thoại trong màn hình để gặp chị tư vấn trực tiếp rõ hơn nha. Dạ. Giờ tới đây chắc hai chị mình kết thúc video ha. Dạ. Rồi giờ mình và Jimmy xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo nha.